Thank you.
Thank you.
Sao không nghe ta? Cái này tự nhiên nó đứng luôn. Đau xù vậy trời.
em cuối sách với. Sách gì? Cuốn tập ở trong ngăn kéo á. Khánh đang ở đâu vậy? Biết của các bạn thì cấp của hết trường, cấp của hết trường đỡ anh Hoàng. Chào Quang. Dạ chào Chào thầy. anh. Quang làm sao mà Quang giảng bài sao mà thế giờ này nguyên công ty anh giờ đây. Để chúng tôi kia bạn sẽ Quý quá rồi mà em giỡn ông hả? rồi. Chào mọi người. Em Thầy giỡn thầy ông thầy nhiều hơn về cái sản phẩm. thầy thầy Quang đây là đẹp trai lại. Dạ, nay đang đang bệnh, anh đang sốt luôn. Dạ mà lát em nói em có gì mà khó nghe mọi người cứ chat vô cái phần trò chuyện cho em để em xem có gì khó. Ok. Thì nói chung hôm nay là mình có một cái buổi Zoom giữa hai công ty là công ty Sunro và Greenlight. Thì trong cái đợt vừa rồi thì khi mà qua mà giảng thực chiến thì thật sự luôn là mình cũng hơi tiếc là chưa có record lại những cái bài giảng, những cái thành phần của sản phẩm rất là tốt, mà hôm đó anh cũng hơi bận thì không có tham gia được. Thì cái buổi giảng hôm nay thì mình cũng sẽ report lại và mình cũng đã ghi bút cho tất cả các nhà thuốc cũng giống như là trên toàn bộ các cái kênh của bên công ty đó Dạ Quang. dạ Thì rất là cảm ơn cái tinh thần gọi là bất khuất của Quang bệnh mà vẫn tham gia thực chiến. Thì dạ hôm nay thì các bạn có lấy bút lấy viết ra, anh cũng nói lại với các bạn là đối với khách mời á thì mỗi một người có ý thức riêng, nhưng mà đối với công ty Sunro thì tiêu chí đầu tiên là cái văn hóa của mình làm việc đó là mình là một trong những người là tư vấn cho vấn đề là sức khỏe của bệnh nhân, tư vấn cho sức khỏe của khách hàng, nên các bạn phải thực sự là nghiêm túc và phải lấy sách lấy vở ra ghi lại. Buổi giảng mỗi lần là các bạn nghiêm túc, nó là một cái động lực rất lớn cho những người giảng bài và những người chia sẻ. Và cái chị giảng bài chia sẻ này á, nó sẽ nhân bản lên các bạn. Hôm nay chúng ta là có 9 người, nhất là chị Lan bán hàng ghê quá. Chị Lan sếp mình á, là bán hàng á, là thứ nhất á, là ngoài cái bài giảng của Quang ra, anh rất là cảm ơn. Thì trên cái nền đó chị ngồi chị đọc thêm kiến thức Quang, rồi chị tư vấn trên cái nền mà kinh nghiệm của chị thì chắc chắn chị sẽ bán được. Thì anh cũng mong rằng rằng mỗi một người có một đơn hàng thôi, một đơn hàng đó nó được nhân bản lên cái tốt nữa thì các bạn cứ nghĩ đi, thì sắp tới này chúng ta bán khá nhiều. Cái sản phẩm nó tốt hay là nó không tốt á, nó ở góc độ của nhà nhập khẩu và nhà sản xuất, cái giấy tờ chứng từ á, là các bạn yên tâm. Còn cái kiến thức để mà chia sẻ thì thực sự anh vẫn ca ngợi là em có một cái kiến thức sau khi em học xong á, là rất là sâu sắc về sản phẩm mà rất là nắm chắc, còn hơn là anh vẫn đăng mà anh đăng thật, còn hơn một chuyên gia, cũng hơn là một anh rất là cảm ơn em. Rồi giờ là anh trả lại cái không gian cho Quang, thì cũng nhờ Quang một lần nữa thì hôm nay là mình có record để cho anh cũng xin phép là cái hình ảnh của mình cũng sẽ được put lên các cái YouTube của công ty, thì sau này cũng sẽ là một cái bài giảng cộng đồng, để làm sao là anh cũng thông báo cho em biết để nhiều khi là cũng mượn hình ảnh của chuyên gia cũng thơm lây ha. Rồi anh cảm ơn Quang, anh cảm ơn ban giám đốc công ty Greenlight cho anh gửi lời hỏi thăm anh Dương và các anh em bên chỗ anh công ty mình, rồi anh trả cái sân khấu lại cho em đó, anh rất cảm ơn em. Em cũng rất cảm ơn mọi người. Hôm nay mình lại có một cái buổi nói làm việc, và hôm nay là em sẽ tập trung hoàn toàn vào các sản phẩm của Costum, là cái thương hiệu dược mỹ phẩm đến từ Hàn Quốc hôm trước mà em đã giới thiệu với mọi người.
Hôm nay em xin đầu tiên em xin phép em sẽ chia sẻ màn hình trước về cái slide dẫn của em và em sẽ xin phép là ốp cái camera đi. Tại thật sự hôm nay cái thần sắc nó không có được tự tin cho lắm, không được thoải mái cho lắm. Em đang có vấn đề sức khỏe cho nên em xin phép em ốp cái camera của em và anh chị theo dõi giùm em thông qua cái slide em chia sẻ ha anh chị. Thì hôm trước em có sang để em gặp mọi người á, thì em cũng giới thiệu về các cái sản phẩm của đồng. Vậy thì hôm nay em cũng xin nhắc lại, cũng như là chia sẻ thêm những cái kiến thức về chăm sóc dưỡng da theo một cái góc độ của người nghiên cứu cái làn da của châu Á. Cái Cosrx này nó là một cái thương hiệu dược mỹ phẩm đến từ Hàn Quốc. Chúng ta sẽ hình dung như vậy nè, những cái năm từ 2012 đổ về trước đó, thì chúng ta có mỹ phẩm. Vậy thì định định danh cái mỹ phẩm nó là cái gì? Mỹ phẩm nó chính là những cái sản phẩm có công dụng dưỡng ở trên da của chúng ta. Anh chị nghe rõ không anh chị, nó có bị ồ gì không anh chị ha? Nghe rõ quá, nghe rõ, nhưng mà nó có giống như là em ở trong một cái phòng hơi nhỏ đúng không, ví dụ vậy á đúng không, Em hơi là nó hơi vang. Vậy thì cái từ năm 2012 đổ về trước đó, thì chúng ta có những cái mà chúng ta gọi đó là mỹ phẩm. Mỹ phẩm là gì? Mỹ phẩm là những cái sản phẩm chúng ta thoa lên trên da chúng ta, nó có công dụng dưỡng và nó chưa được đưa những các hoạt chất có khả năng hỗ trợ điều trị và tác động mạnh trên làn da. Sau đó thì bắt đầu Việt Nam đón nhận một cơn lốc từ thị trường, cơn lốc đó mang tên là dược mỹ phẩm. Chúng ta phân biệt, trước đó chúng ta có mỹ phẩm cấp thấp, mỹ phẩm giá rẻ và mỹ phẩm cao cấp, thì bây giờ chúng ta lại có thêm một cái loại khác nữa, đó là dược mỹ phẩm. Dược mỹ phẩm thì người ta sẽ không nói nó là rẻ tiền hay là mắc tiền, nhưng người ta định hình chung về các công dụng hỗ trợ điều trị của nó và những cái đặc tính về sự lành tính của nó nè, về những cái hoạt chất chứa trong nó, và nó đáp ứng được những cái mong đợi gì cho người tiêu dùng. Ví em lấy ví dụ trường hợp hồi trước là chúng ta chỉ có một những cái kem mà chúng ta chấm bụng, chúng ta chấm cái nốt bụng nó dịu xuống, thì sau này chúng ta có những cái kem hỗ trợ xử lý triệt để những cái nốt bụng đó, và kể cả những vấn đề về lão hóa, về nám, về kích ứng da nó cũng tương tự như vậy. Dược mỹ phẩm chúng ta nghe nhiều, rất nhiều những cái hãng trên thị trường rồi, từ năm 2014 mà đổ về bắt đầu nó cạnh tranh với những mỹ phẩm Hàn Quốc, xong nó ập vào thị trường thì chúng ta nghe rất là nhiều. Và những cái hãng rất là lớn, rất là danh tiếng trên thị trường. Nhưng đâu đó ở đây chúng ta phải có một cái góc nhìn là họ có những cái sản phẩm mà họ nghiên cứu trên làn da của người châu Âu. Sản phẩm của họ vẫn lành tính đó, nhưng vì kết cấu da của người châu Âu và da của người châu Á nó khác nhau, cho nên là trong thành phần của họ vẫn có chứa paraben, vẫn có silicon, vẫn có hương liệu đó, vẫn có những cái chất mà có khả năng gây kích ứng da, nhưng họ cho vào một với cái liều lượng đó thì nó không có khả năng gây kích ứng da trên da của người châu Âu, nhưng đổi lại da của người châu Á thì có khả năng gây kích ứng. Đó là lý do vì sao mà có những sản phẩm thật sự rất tốt đến từ những cái hãng đó, nhưng mà khi mà chúng ta nhìn lại, nó vừa có tác dụng dưỡng phục hồi mà nó vẫn có chứa những cái thành phần gây kích ứng, mà dùng lên da nó bung bét da là như vậy. Vậy thì có đầm mới nhắm được cái điều đó, và có đầm mới nghiên cứu trên làn da của người châu Á để cho ra những cái dòng sản phẩm thực sự phù hợp và lành tính với da của người châu Á. Cosrx này nó là một cái thương hiệu, nó không được bán thương mại rộng rãi ở Hàn Quốc, nhưng được rất nhiều những chuyên gia cũng như là các bệnh viện tại Hàn Quốc sử dụng và tin dùng. Các bệnh viện về chuyên ngành da liễu ở Hàn Quốc họ tin dùng. Và hôm nay là Greenlight, thực sự Greenlight rất là vui khi mà mang được cái line sản phẩm này về Việt Nam, và cũng như là hợp tác với công ty Sunro để phân phối. Đây toàn bộ trong những cái sản phẩm này nó sẽ là một cái dòng mà chúng ta sẽ có thể thấy là nó lành tính tuyệt đối với người tiêu dùng.
Nhưng chúng ta sẽ đề cập đến hai vấn đề nha. Một là lành tính tuyệt đối không có chứa những chất gây kích ứng. Hai là nó có khả năng hỗ trợ điều trị, nuôi dưỡng, phục hồi, xử lý vấn đề da rất cao. Đó là một cái điều mà thị trường dược mỹ phẩm đang cần và có đồng đáp ứng được cái điều kiện đó. Nếu như mà những cái công dụng và những cái độ lành tính nó không được đảm bảo á, thì thực chất là các bệnh viện da liễu ở Hàn Quốc họ sẽ không sử dụng có đồng cho đối tượng bệnh nhân của họ. Bởi vì là ở Hàn Quốc có chúng ta biết là một cái thị trường nó vô cùng khắt khe về hạt chất. Em lấy ví dụ như là salicylic acid đi. Ở Việt Nam mình có thể dùng vô tội vạ. Ở bên Mỹ chúng ta có những cái hãng lớn như là Paula's Choice hoặc là những cái thương hiệu như là Obagi chẳng hạn ha. Âu Mỹ chúng ta có được, chúng ta có được những cái Quang ơi, em cái cấp của họ cái này sẽ lại giúp anh cái. Dạ, em có chia sẻ là mà không hiểu sao nó không qua. Đây được. Mà của em nó yếu. Dạ vâng. Có thể là nó quay. Dạ rồi, mọi người thấy chưa mọi người? Thấy chưa màn hình của em chưa? Chưa. À, em chưa được cấp quyền truy cập. Ok. Khánh cấp hot Khánh. Vô cái quyền truy cập lại giúp thương mình. Được chưa? Cũng may là nãy giờ em chỉ nói có một cái chưa, cái nội chưa. dung mà nó đang có một cái slide thôi. Mà như là vẫn chưa. Em chưa được cấp quyền. Xin anh Quang vẫn nói là anh Quang chưa có. Con mở mic lên, con nói rồi. Rồi ok, Quang có rồi Quang. Ok. Dạ. À, chờ em một chút. Dạ em đang chờ. Nhiều khi nó cũng mạng nó yếu thì nó cũng sẽ không có, nó cũng không xem được slide. Dạ em không hiểu sao mà nó cấm quyền xe luôn. À, rồi xe rồi đấy em. Dạ rồi. Dạ. Ok rồi, cảm ơn. Để em chọn rồi. Được chưa anh Quang? À dạ rồi. Okay.
có gì để em share lên cho. À dạ dạ được rồi, để em mở lên được rồi. Rồi. Trường start. Dạ rồi, mọi người thấy chưa? Được đấy. Dạ rồi, chờ em xíu. Mạng nó hơi chậm rồi, không chậm. Dạ rồi, anh chị thấy rõ anh chị ha. Dạ thấy rồi. Dạ rồi, vâng. Thì hôm là tiếp tục quay lại câu chuyện là custom, như em nói nhấn mạnh luôn, custom là nó sẽ mang hai cái khả năng. Thứ nhất là hỗ trợ điều trị và nuôi dưỡng rất tốt làn da, đúng cái công dụng của dược mỹ phẩm luôn, và thứ hai là nó lành tính với tất cả người tiêu dùng. Vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ đến với cái line sản phẩm đầu tiên của custom, đó chính là line sản phẩm về những sản phẩm xử lý về da mặt và da cơ thể ha. Và đầu tiên chúng ta sẽ có một cái kem chống nắng self-care. Đây là một cái kem chống nắng mà nó thuộc vật lý. À, chúng ta nhìn lại thì chúng ta sẽ thấy là cái sản phẩm mà chống nắng đó, anh chị nhìn lên các bạn giùm em, từ cái hoạt chất avobenzone đổ dài xuống đó, nó là những cái hoạt chất chống nắng hóa học. Chống nắng hóa học là sao? Nó sẽ ngấm vào da, và khi tia UV chiếu vào da của chúng ta, nó sẽ bẻ cong cái tia UV và nó làm vô hiệu hóa cái tia UV đó. Nghĩa là tia UV chiếu vào da rồi thì nó mới đón đầu và nó xử lý, nó gọi đúng là một cái bộ lọc luôn, một cái bộ lọc khi mà vào thì nó sẽ xử lý tia UV trong da chúng ta. Riêng về chống nắng vật lý có hai cái hoạt chất chống nắng rất là nổi tiếng trên thị trường, đó là zinc oxide và titanium dioxide. Đây là hai cái hoạt chất chống nắng vật lý, nó có khả năng tạo độ phủ trên da, và khi mà tia UV chiếu vào á, thì nó sẽ không đi vào da chúng ta được, nó sẽ phản ngược trở lại. Đó thì cái đó là cái khái niệm về chống nắng hóa học và chống nắng vật lý. Chống nắng hóa học là nó sẽ ngấm vào da và nó sẽ xử lý tia UV trong da chúng ta, còn chống nắng vật lý thì nó sẽ phản cái tia UV lại, không cho tia UV đi vào da chúng ta. Nôm na là chống nắng vật lý nó sẽ là một cái lớp khiên bảo vệ da chúng ta. Vậy thì chống nắng hóa học và chống nắng vật lý nó có ưu nhược điểm như thế nào? Đầu tiên là chống nắng hóa học, do đây là những màng lọc nó thấm vào da, thì cái việc đầu tiên chúng ta cần quan tâm đến là nó sẽ thẩm thấu vào da và nó sẽ không để lại những cái vệt trắng, không để lại tình trạng nâm tông trên da chúng ta. Đó là cái ưu điểm của chống nắng hóa học, và nó đa dạng được cái việc xử lý da, nghĩa là việc xử lý tia UV, tại vì nó nhiều hoạt chất hơn là chống nắng vật lý. Vậy thì chống nắng hóa học nó có cái nhược điểm gì? Đó, chống nắng hóa học nó có nhược điểm gì? Chống nắng hóa học nó có một cái nhược điểm là khi mà chúng ta bôi lên trên da chúng ta, nó ngấm vào như vậy nó sẽ có khả năng gây kích ứng da chúng ta. Đầu tiên là có khả năng kích ứng vì nó ngấm vào da chúng ta, khả năng gây kích ứng da và cả cơ thể con người. Cái thứ hai nữa, những hoạt chất chống nắng hóa học á, nó không có tạo cái màu ở trên da nhưng mà nó sẽ để lại một độ bóng trên da rất là khó chịu. Em lấy điểm ví dụ điển hình ở đây là avobenzone và octorylene, để lại cái một những cái nhớt dính ở trên da nó khó chịu. Và cái thứ ba nữa là những cái màng lọc chống nắng hóa học, khả năng chống nắng của nó mạnh tới cái nào đi chăng nữa thì nó cũng không bền vững được, nghĩa là nó khá là yếu, yếu sinh lý. Người ta gọi vui ở trong cái giới chống nắng, người ta gọi vui là yếu sinh lý, nghĩa là cái độ chống nắng của nó không có thể nào mà kéo dài được hết đó. Có những hoạt chất mà tầm 30 đến 40 phút là nó mất tác dụng, có những hoạt chất cùng lắm là 1 2 tiếng đồng hồ nó mất tác dụng. Nhưng riêng với zinc oxide và titanium dioxide, nó là hai cái màng lọc vật lý ha. Nó tạo một cái lớp màng ở trên da không ngấm vào da và độ ổn định cực kỳ cao. Cho nên vừa chống nắng một cách mạnh mẽ mà vừa ổn định, vừa kéo dài được cái thời gian chống nắng cho người sử dụng.
Nhưng mà màng lọc chống nắng vật lý nó cũng có nhược điểm của nó nha. Màng lọc chống nắng vật lý nó có nhược điểm là bởi vì kích thước phân tử của nó ở cái thời điểm mà người ta phát hiện nó, bắt đầu người ta khai thác nó, thì nó là những cái kích thước phân tử lớn, và khi bôi lên trên da nó có khả năng gây bít tắc lỗ chân lông, gây bít tắc lỗ chân lông. Mặc dù nó mạnh, nó bền vững, nó không gây kích ứng da, nhưng nó có khả năng gây bít tắc lỗ chân lông, nó có khả năng bị vệt, bị vón khi bôi, và nó có khả năng làm bật tông rất nhiều cái làn da của người sử dụng. Cosdm nắm được điều này, bắt đầu mới tiến hành bào chế kem chống nắng dưới dạng kích thước phân tử nano. Và ở đây chúng ta có cụ thể hai cái tên gọi là nano zinc oxide và nano titanium dioxide, nghĩa là kích thước phân tử rất là nhỏ và những cái hạt phân tử này nó sẽ nằm chồng lên nhau để tạo được khoảng hở cho da chúng ta hô hấp và làm cho da chúng ta không bị bít tắc. Đó đó là một cái điểm hay mà cái quạt chất chống nắng vật lý trong Cosdm nó đạt được. Và cái thứ hai nữa là các cái dòng kem chống nắng trên thị trường đó, để đạt được cái khả năng ổn định cái lớp phế niệm đẹp ở trên da và nó có khả năng kháng nước đó, thì người ta sẽ sử dụng những cái hoạt chất như là silicon này, hoặc là để kiềm dầu người ta có silica cho vào trong sản phẩm để đảm bảo được là sản phẩm nó bám chặt ở trên da. Vậy thì từ đó cái việc chúng ta thực chất silicon nó không phải là một cái hoạt chất có hại cho làn da, nó vẫn được dùng trong rất là nhiều cái ứng dụng. Ví dụ như là silicon ở cái thể dioxit nó có thể bào chế cái viên nang uống của chúng ta nè, và silicon ở dạng bôi nó có thể giúp chúng ta xử lý làm giảm mờ cái vết sẹo lòi nè. Nhưng silicon nó không có hại, nhưng cái hành vi cái việc hành vi tiêu dùng, hành vi sử dụng sản phẩm của chúng ta nó vô tình nó làm silicon gây hại cho làn da chúng ta ở một cái điều là nó gây nổi mụn và bít tắc. Bởi vì anh chị thấy silicon khi mà chúng ta bắn lên trên tường thôi, ở một cái thể cũng là thể dán, khi mà chúng ta bắn lên trên tường nó dính vô cùng khủng khiếp, chúng ta lấy đồ chúng ta cạo ra nó vẫn còn dính. Chúng ta phải dùng chất chúng ta tẩy rửa đồ rất là mạnh mẽ thì nó mới chốc ra hết khỏi cái bề mặt nó bám. Thì silicon trong mỹ phẩm cũng tương tự như vậy. Silicon trong mỹ phẩm nó tương đối khó để vệ sinh, khó để vệ sinh sạch. Có những người người ta làm những liệu pháp là double cleansing hoặc là triple cleansing để người ta vệ sinh cái vùng da đó, nhưng liệu có ai cũng có kiên nhẫn để làm những thao tác đó hay không? Cho nên là vô hình chung silicon nó có khả năng gây mụn. Mà ở đây có đầm self care có khả năng chống nước, nhưng mà lại cái hay ở chỗ là không có dùng silicon, đã né được những cái như là chất bảo quản, cái hương liệu, những cái chất gây kích ứng da ra rồi thì né luôn silicon ra luôn. Vậy thì ông này ông kháng nước bằng việc gì? Ông kháng nước bằng ông dùng một cái hạt dầu sinh học. Trong cái hạt dầu sinh học đó nó có cái độ rất là mỏng, nghĩa là cái kết cấu nó rất là mỏng nhẹ và nó sẽ tạo nên một cái lớp màng ẩm bảo vệ sinh học ở trên da. Khi mà chúng ta bôi vào thì hoạt chất chống nắng nó nằm phía dưới và cái lớp dầu sinh học thì nó sẽ nằm phía trên. Vậy khi nước nó gặp dầu thì nước không thể nào rửa trôi, gặp cái lớp dầu bảo vệ này nó không thể nào nó rửa trôi được cái hoạt chất chống nắng của chúng ta. Đó là cái công nghệ gel bẫy nước mà Custom áp dụng cho sản phẩm. Nó khả năng kháng nước rất là cao. Và một điều nữa là chúng ta giật rất là dễ dàng vệ sinh nó, bởi vì nó là một cái limit sinh học, cho nên là khi mà chúng ta sử dụng những cái chất nhũ hóa gel rửa mặt có thể nhẹ tới cỡ nào đi chăng nữa, khi nó có khả năng nhũ hóa chúng ta bôi lên thì nó hoàn toàn nó rửa trôi được cái lớp sản phẩm trên da chúng ta. Nước không rửa trôi được nhưng những chất nhũ hóa có thể rửa trôi được, đặc biệt đây là sữa rửa mặt. Ha. Cho nên kem chống nắng này hoàn toàn phù hợp với những người mà đang hạn chế tác động tẩy rửa nhiều trên da. Ví dụ như là hạn chế sử dụng dầu tẩy trang, hạn chế sử dụng nước tẩy trang, hạn chế sử dụng sữa rửa mặt, vì da người ta đang kích ứng, đang điều trị gì đó thì người ta vẫn có thể sử dụng được sản phẩm này. Nó rửa hoàn toàn sạch sẽ luôn và nó không để lại một bất kỳ cái cặn bẩn trên da chúng ta hết. Đó là cái hay. Cho nên em mới nói với anh chị á, sản phẩm self care này là sản phẩm đầu tiên trong Cosdm chứng minh được cái slide sản phẩm Cosdm này nó có tác dụng rất là tuyệt vời với làn da. Ngoài ra nó cũng không mang đến tác dụng phụ cho làn da. Một sản phẩm kem chống nắng không chứa silicon, không chứa hương liệu, không chứa paraben, không chứa cồn,
một những cái sản phẩm khác, ở đây em không tiện đề cập tên ha, tại vì mình đang record lại. Nhưng mà có những sản phẩm trên thị trường kem chống nắng từ Nhật đến từ Âu Mỹ chẳng hạn, đến từ Nhật luôn nha, mà trong bản thành phần của cái kem chống nắng đó nó có tới 3 đến 4 gốc silicon, và một cái hàm lượng silicon vô cùng nhiều, và khi mà sử dụng lên nó sẽ tích tắc, nó làm nổi mụn trên da chúng ta. Mà chúng ta dễ nhận biết nhất đó, ở trong cái bản thành phần đó, chúng ta dễ nhận biết nhất đó, có silicon mà chúng ta sẽ thấy cái gốc đó là con hoặc là con non, dimethicon, dimethiconon là những cái gốc silicon bôi lên trên da chúng ta, nó bám rất là chặt để nó ổn định cái lớp này, trong cái lớp sản phẩm, cái lớp phía này của sản phẩm trên da đó, cho nên là có đầm néo hoàn toàn điều đó. Và một cái hay ở đây nữa là cái sản phẩm của có đầm á, mặc dù dùng cái lớp lipid để bảo vệ ổn định nền sản phẩm, nhưng mà nó không có gây bớt dính, không gây nặng mặt, không gây khó chịu, hoàn toàn khô ráo ở trên da. Đây là cái điều tuyệt vời do zinc oxide nó mang lại, và zinc oxide sẽ giúp da chúng ta kiềm dầu kháng viêm, ngoài khả năng chống nắng thì nó giúp chúng ta kiềm dầu kháng viêm rất là tốt. Zinc oxide là cái hoạt chất chống nắng chính trong sản phẩm, và nó có vị trí đứng cao nhất trên bảng thành phần luôn nha mọi người, vị trí đứng cao nhất trên bảng thành phần. Zinc oxide 150 nanomet, mọi người nhìn giùm em, zinc oxide, titanium dioxide, và cuối cùng nữa, trong và trong nguyên tất cả những cái sản phẩm của Cosdom đó, nó có một cái chiết xuất nó rất là hay đó, chính là chiết xuất là tảo biển vàng. Tảo biển vàng này nó có nhiều khả năng, nó chống oxy hóa, nó làm dịu da, dưỡng ẩm da, làm mát da, làm dịu những kích ứng, những cái bỏng nắng ở trên da, hỗ trợ dưỡng ẩm cho da. Đó là những cái công dụng tuyệt vời của tảo biển vàng. Nhưng tảo biển vàng nó sinh sống ở những cái vùng biển châu Âu, mà những cái vùng biển mà nó khắc nghiệt. Khắc nghiệt là sao, là hằng này nó sống ở cái một cái môi trường cạn, chứ không phải là một cái môi trường trường nước sâu nha mọi người, một cái môi trường nước cạn, mà nắng đó, nó chiếu trực tiếp xuống cái tảo biển vàng này, thì trong quá trình nó phát triển để nó thích ứng với cái môi trường sống của nó, trong bản thân của tảo biển vàng này nó sản sinh ra được một cái hoạt chất thứ cấp, và các hoạt chất này cũng có khả năng giúp chống lại tác hại của tia UV đó. Cho nên là trong bản thành phần của self-care nó không có bất kỳ một hoạt chất chống nắng hóa học nào hết, mà nó sẽ đến từ chống nắng vật lý là zinc oxide, titanium dioxide, và cuối cùng nữa là chống nắng nội sinh từ tảo biển vàng, từ chính cái bản thân của tảo biển vàng nó có khả năng chống nắng nội sinh. Đây là một cái điều rất là hay và rất là tuyệt vời, nó lành tính và nó ổn định rất là tốt với làn da của chúng ta. Cái Cosrx này đặc biệt ha, em sẽ liệt kê những cái đối tượng mà có thể sử dụng nó. Đầu tiên là phụ nữ có thai và cho con bú vẫn sử dụng được, người đang treatment trên da đang sử dụng retinol, tretinoin, rồi những cái hoạt chất mặn trên da, nói chung đang điều trị da đó vẫn thể sử dụng được. Lăn kim laser về vẫn có thể sử dụng được, da đang kích ứng, đang mụn vẫn có thể sử dụng được. Và những nền da yếu kén chọn, khó chọn được mỹ phẩm, khó chọn được kem chống nắng vẫn có thể sử dụng được đó. Nó nhắm đến tất cả mọi đối tượng, và da dầu, da khô bôi lên vẫn êm, nam hay nữ gì bôi lên vẫn được, vì nó hạn chế tối đa tình trạng nâng tông trên da. Một cái ưu điểm khác nữa của cốt đồng này là trong cái việc chúng ta sử dụng á, thì chúng ta có thể sử dụng một cái liều lượng tương đối thấp. Các cái hãng khi mà sản xuất kem chống nắng ra, thường người ta do nó có thành phần, chứa thành phần là vật lý lai hóa học, thì người ta sẽ khuyên dùng là một lượng, là nếu là chất kem một lượng khoảng 2 lóng tay, còn nếu là chất flúc hoặc là chất sữa là một lượng khoảng 2 ngón tay ha. Thì ở đây là chất kem, thì trên thông tin, trên lý thuyết vẫn đưa là 2 lóng tay, nhưng thực chất cái lượng 2 lóng tay nó rất là nhiều. Chúng ta chỉ cần một sự sử dụng là nửa lóng tay cho một lần sử dụng, và một ngày chúng ta bôi lại 2 lần là được. Những cái kem chống nắng khác chúng ta phải bôi ngày 3 lần, 4 lần, cách 3 tiếng chúng ta phải bôi lại 1 lần. Nhưng riêng với Cosrx, 5 tiếng chúng ta mới bôi lại 1 lần. Một ngày chúng ta chỉ bôi 2 lần thôi, một lần chỉ nửa ngón tay, là một cái lượng đủ sản phẩm để nó bảo vệ da chúng ta. Đặc biệt là những cái đối tượng mà ngồi làm việc trong văn phòng giống như là anh em mình chẳng hạn, thì chúng ta có thể bôi 1 lần suốt cho suốt cả ngày cũng được. Từ khi sử dụng Cosrx em phải nói là em cảm thấy rất là tiện lợi, bởi vì là em chuyển sang từ cái việc là em phải dặm lại kem chống nắng, em chuyển thẳng sang cái việc là em chỉ bôi 1 ngày 1 lần, sáng đi làm ra bôi xong tới tối về rửa mặt rồi, vậy là hết. Mình đơn giản quá được cái chu trình dưỡng da, chăm sóc da của mình
Thì một cái điều mà chúng ta cần lưu ý khi mà chúng ta bôi kem chống nắng, bất kỳ kem chống nắng nào cũng vậy, là chúng ta phải nên có một lớp dưỡng ẩm ở trên da. Cái lớp dưỡng ẩm này có kết cấu mỏng nhẹ khô thoáng thôi để nó cấp ẩm, nó cân bằng pH cho da chúng ta, và đặc biệt nữa là nó làm cho cái sản phẩm đi trên da chúng ta mướt hơn, mượt hơn. Đó đó là cái điểm mạnh của cái sản phẩm cũng như là cái hướng dẫn sử dụng ha. Thì anh chị sẽ bôi giùm em là một ngày một lần vào buổi sáng. Nếu chúng ta ít tiếp xúc với nắng hoặc là chúng ta tiếp xúc nhiều với nắng thì chúng ta bôi ngày 2 lần. Đó, chúng ta bôi buổi sáng xong tới buổi trưa đầu giờ chiều chúng ta bôi lại lần nữa, xong tối làm về rửa mặt là ok, không cần phải bôi đi bôi lại quá nhiều và cũng không cần phải lấy được nhiều sản phẩm luôn. Một tiết 50 ml như vậy tính ra 780.000, nhưng mà chúng ta có thể sử dụng được tới 2 đến 2 tháng rưỡi. Và những cái da, những cái người có gương mặt nhỏ người ta có thể sử dụng được thậm chí là 3 tháng trời cái tiết tiết kem chống nắng này luôn. Đó là một cái tín hiệu tốt cho người tiêu dùng và sẽ giúp người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn sản phẩm của chúng ta hơn. Dạ rồi, tiếp theo nữa đem đến sản phẩm thứ hai, đó chính là cái kem trị nám Melascare. Nám là gì? Nám là những cái hắc sắc tố melanin ở trong da chúng ta, ở trên da chúng ta, biểu hiện trên da chúng ta. Nhưng gốc nám nó xuất phát từ trong cơ thể chúng ta. Hắc sắc tố melanin nó là một cái hiển nhiên mà nó đồng hành với chúng ta, nó là cái gì đó của cơ thể chúng ta rồi, chứ nó không phải là một cái yếu tố bên ngoài nó tác động vào. Ha. Vậy thì tại sao chúng ta bị nám? Chúng ta bị nám là cho chúng ta, cơ thể chúng ta, nội tiết tố của chúng ta, quá trình sinh hoạt của chúng ta là yếu tố nội quan. Và yếu tố ngoại quan là gì? Là môi trường sống, là cách chúng ta chăm sóc da, là tác hại của tia UV nó hình thành nám trên da chúng ta. Hắc sắc tố melanin nó không phải là một cái sản phẩm nào nó cung cấp vào da chúng ta nha, nó là một cái yếu tố nội sinh trong trong cơ thể chúng ta rồi. Và chúng ta thấy nếu như mà nó tích tụ nhiều ở một cái điểm đó, chúng ta gọi đó là mục ruồi đồi mồi tàn nhang. Nếu như mà nó tích tụ thành một cái mảng chúng ta gọi đó là nám. Vậy thì em sẽ gom chung lại nám ở đây chính là tình trạng sắc tố trên da, tình trạng sắc tố trên da. Vậy để điều trị tình trạng sắc tố trên da này, điều trị nám thì chúng ta trên thị trường chúng ta sẽ có những cái hoạt chất, ví dụ như là chúng ta hai thằng mà chúng ta thấy là hiện đại bây giờ người ta đang dùng, đó chính là hyaluronan 4%, 2% và tranexamic acid, đường bôi và đường uống, đường tiêm. Đó là những cái hai cái hoạt chất mà rất là nổi tiếng trong cái việc điều trị nám hiện tại. Nhưng hai cái hoạt chất này nó có khả năng gây kích ứng khá cao. Tranexamic acid đó, thì nó làm bào mòn da, làm mỏng da, và hàng hyaluronan nó mạnh mẽ hơn, nó xử lý vô tội vạ ở trên da chúng ta. Nghĩa là chúng ta bôi lên tới vùng da nào nó xử lý vùng da đó. Có những, và em cũng đã từng gặp một trường hợp em khám da cho họ và họ bị mất sắc tố do sử dụng quá liều hyaluronan 4%. Mất sắc tố da như là mình bị lan ban đó anh chị, nhưng mà lan ban một cái đốm trắng bệch đó mình còn trị được, nhưng còn mất 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 hắc sắc tố, mất sắc tố trên da là thua luôn. Cái vùng da đó chúng ta đang màu màu da người tự nhiên nó trắng bệch ra luôn. Chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải đi chiếu tia UV. Chiếu tia UV không có tác dụng với mất sắc tố, chỉ có một vài số ít những cái liệu pháp nó giúp cải thiện được 20 30% tình trạng này. Những liệu pháp đó ở nước ngoài và rất là đắt tiền, cho nên là cái việc mất sắc tố trên da rất là nguy hiểm, nó bào mòn làm mỏng da cũng rất là nguy hiểm. Vậy thì chúng ta lùi lại nha, chúng ta có những cái hoạt chất khác nó nhẹ nhàng hơn, rất là nhẹ nhàng luôn, là arbutin và niacinamide hỗ trợ làm sáng da. Không, hàng đó hỗ trợ làm sáng da thì có thiệt nha, nhưng mà điều trị nám, em xin lỗi luôn, riêng với góc độ cá nhân của em nó không điều trị nám được. Arbutin, niacinamide hỗ trợ làm trắng sáng da cực kỳ nhẹ nhàng, không đủ sức để điều trị hắc sắc tố trên da. Em nói thật một điều như vậy. Vậy thì có đồng người ta mới nghiên cứu, người ta mới phát hiện ra là trong những cái tài liệu nghiên cứu của những cái công trình nghiên cứu trước đó, người ta có chứng minh được là một nhóm AHA có khả năng hỗ trợ điều trị nám rất tốt. Đó chính là glycolic acid nè, mandelic acid. Đó là những cái chất AHA nó có khả năng điều trị nám rất là tốt. Lactic acid cũng vậy.
Đó là ba cái AHA điều trị được não. Nó không mạnh mẽ, nó không ồ ạt như là hydroquinone, nhưng mà nó vẫn mạnh mẽ hơn niacinamide và agutin. Nó vẫn điều trị được nám và nó không mang đến quá nhiều những cái tác động tiêu cực trên làn da. Và để đảm bảo được cái việc điều trị nám nó vừa phát huy tối đa công dụng, nó vừa 100%, nói chung là nó vừa maximum đó. Điều trị nám vừa maximum và vừa lành tính đó, thì Cosderm mới nghiên cứu được một cái công nghệ gọi là công nghệ X50BY, nghĩa là cái AHA, ba cái AHA này sẽ được bọc trong một cái viên nang thông minh. Trên cái viên nang này nó có một cái thụ thể ligand, cái ligand peptide này, và cái ligand này nó có thể xác định được cái thụ thể nám, cái thụ thể trên tế bào nám. Và khi mà hai cái thụ thể nó gắn kết được với nhau á, nó sẽ giải phóng những cái AHA này ra để xóa vết nám. Cho nên công nghệ X50BY của Melaske là công nghệ tập trung điều trị trúng đích các sắc tố, chứ không điều trị trên diện rộng cho làn da. Dù chúng ta có thể bôi trên cả bôi chúng ta bôi trên toàn bộ da mặt chúng ta đi, nhưng mà chỗ nào có hắc sắc tố nám nó sẽ tập trung, nó xử lý chỗ đó. Tại vì cái ligand peptide này nó có thể xác định được hắc sắc tố nám mà. Đó, và những cái làn da mà chúng ta không có hắc sắc tố nám thì sao, thì nó sẽ có khả năng là giúp dưỡng ẩm và giúp nuôi dưỡng vùng da đó một cách mịn màng hơn, cũng như là giúp điều màu da cho chúng ta. Đó là cái hay ở Melaske. Melaske không điều trị diện rộng cho làn da, không điều trị là đụng cái chỗ nào là điều trị chỗ đó, không đụng chỗ nào là tẩy chỗ đó nha. Melaske là nhắm trúng đích chỗ nào có nám thì tôi sẽ tẩy cái hắc sắc tố nám đi, chỗ nào không có nám thì chỗ đó nó sẽ mịn màng và nó đều màu da. Đó, giờ nhờ vào công nghệ X50BY thì cái công dụng của Melaske nó cũng gói gọn trong cái vấn đề sắc tố thôi. Đầu tiên là điều trị nám da, thứ hai là điều trị và ngăn ngừa hội chứng tăng sắc tố sau viêm. Sau khi có phản ứng viêm trên da và cơ thể chúng ta có phản ứng viêm, chúng ta rất dễ bị tăng sắc tố, và hắc sắc tố nó sẽ hiện diện trên làn da chúng ta, làm trắng sáng, điều màu da, là cải thiện bề mặt da, bla bla bla, các vấn đề về nám. Nhưng ở đây chúng ta nên hiểu đây là một cái dạng kem bôi, nó chỉ xử lý sắc tố tích tụ trên da chúng ta thôi nha. Còn nếu mà chúng ta để đảm bảo 100% thì chúng ta phải có những cái liệu pháp uống để nó chặn đứng cái con đường hình thành hắc sắc tố trên da chúng ta, và điển hình nhất là chúng ta sử dụng glutathione để cắt đứt con đường hình thành nám trên da. Cho nên là thường điều trị nám sẽ khuyên là kết hợp trong uống ngoài thôi là như vậy. Đây là một cái thí nghiệm lâm sàng, hôm trước em cũng có trình bày với các anh chị cái thí nghiệm này, em sẽ lướt nhanh qua thí nghiệm này ha. Thì ông John Kim này, ông là cái ông bác sĩ da liễu bên Hàn Quốc, ông mới bắt đầu ông thử nghiệm trên 150 bệnh nhân của ông ha, ở ba cấp độ là nám biến chứng, nám nặng và nám trung bình. Thì ông ghi nhận được á, là nám nặng, nám biến chứng á, thì nó sẽ giảm xuống còn nám trung bình, nám nặng nó sẽ giảm xuống còn nám nhẹ, và nám trung bình nó giảm xuống còn gọi là biểu hiện tăng sắc tố chứ không gọi là nám nữa. Vậy thì những cái hình ảnh ở đây là những hình ảnh minh họa thôi nha anh chị, bởi vì không được phép sử dụng hình ảnh của bệnh nhân tham gia nghiên cứu lâm sàng, không được sử dụng hình ảnh thực tế, vậy để đảm bảo những cái quá trình bảo mật cho cái người tham gia đó, cho nên là chỉ sử dụng được số liệu và những cái hình ảnh minh họa ở đây thôi. Dạ rồi, đây là bảng thành phần sản phẩm ha, chúng ta nghía sơ ha. Đây, không có bất kỳ một cái chất nào có khả năng gây kích ứng trên da chúng ta. Và những cái chất mà nó hoạt động mạnh mẽ nhất là AHA nè, là glycolic acid nè và lactic acid nè, thì nó được nằm ở, thứ nhất là lactic acid nó nằm ở cuối bảng thành phần, glycolic nằm đầu bảng thành phần, và nó sẽ gói gọn trong cái viên nang thông minh, viên nang X50BY, cho nên là không có khả năng gây kích ứng trên da chúng ta. Cách sử dụng thì cũng đơn giản, chúng ta sẽ rửa mặt vệ sinh sạch sẽ, sau đó chúng ta sử dụng một lớp dưỡng ẩm để nó cân bằng độ pH lại, và đảm bảo là AHA hoạt động tốt trên da chúng ta thôi. Sau đó chúng ta bôi sản phẩm lên, chúng ta đi ngủ. Mình trong quy trình dưỡng da mình nhớ giùm em nha, những cái sản phẩm nào mà nó có khả năng đặc trị thì nó sẽ là cái bước bôi cuối cùng vào buổi tối và cận cuối cùng vào buổi sáng, nghĩa là nó chỉ nằm sau bước bảo vệ da vào buổi sáng thôi,
còn lại nó sẽ là cái bước cuối cùng của buổi tối. Thì sản phẩm này là sản phẩm đặc trị cho nên chúng ta sẽ bôi một bước cuối cùng của buổi tối. Mình có thể sử dụng đều đặn mỗi tối ha. À, nếu được thì hạn chế dùng buổi sáng, chúng ta chỉ sử dụng buổi tối thôi. Còn ai mà ít ra đường, ít tiếp xúc nhiều với nắng thì chúng ta có thể dùng cho buổi sáng luôn. Rồi. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ đi đến với Hyaluronic Gel, là một cái gel phục hồi da đỉnh cao. Đó, phục hồi da, nuôi dưỡng da thật sự rất là tuyệt vời. Bởi vì sao? Em không có nói điều ở đây là bởi vì là trong sản phẩm này chúng ta chứa bốn cái hoạt chất vàng ở trong làn dưỡng da hiện tại. Thứ nhất là hyaluronic acid, thứ hai là ceramide. Ceramide là cái lớp lipid ở ngoài tế bào đó. Và cái lớp lipid này nó có khả năng là bảo vệ nuôi dưỡng rất là tốt. Thứ ba nữa chúng ta có vitamin B3 là niacinamide. Và thứ tư nữa chúng ta có vitamin B5 là dipanthenol. Em sẽ làm việc cụ thể từng cái hoạt chất trong đây cho mọi người hiểu. Đầu tiên là hyaluronic acid, nó là một hoạt chất mà nó có khả năng, nghĩa là một mình nó có khả năng ngậm 1.000 thằng nước vào cơ thể, ngậm 1.000 phân tử nước vào cơ thể của nó. Cho nên vì cái điều này nó cấp ẩm cực kỳ tuyệt vời. Nó giữ ẩm và nó cấp ẩm cho môi trường xung quanh của nó cực kỳ tuyệt vời. Và mọi người nên nhớ là HA nó có nhiều trong da chúng ta. Ngoài collagen, proteolycan và thằng elastin thì HA nó là cái yếu tố trong da chúng ta. Để nó giữ ẩm và giữ da chúng ta căng mình. Đó, vậy thì trong sản phẩm này có HA và HA đứng đầu bảng thành phần luôn. Nhưng HA ở đây á, thường chúng ta sẽ sử dụng những cái serum HA, chúng ta sẽ sợ cảm giác bị nhờn dính ở trên da, bị khó chịu trên da. Nhưng riêng với Hyaluronic Gel này, họ sử dụng một cái công nghệ là chiết xuất 1% solution trong dung dịch, nghĩa là họ sẽ làm HA này khi bôi lên trên da nó vẫn đảm bảo những cái đặc tính cấp ẩm tốt của HA mà nó không gây dày ở trên da, thẩm thấu cực kỳ tốt với kích thước 120 micromet, thẩm thấu tốt trên da, cấp ẩm tốt cho làn da chúng ta. Tiếp theo nữa, một hoạt chất nữa là ceramide chuỗi 3. Ceramide thì có rất là nhiều cái bài nghiên cứu nói về ceramide. Không phải riêng có đầm nghiên cứu về ceramide không, mà những cái hãng khác cũng thi nhau nghiên cứu về ceramide. Vì đây là một cái hoạt chất vàng và nó mang tác dụng cực kỳ nhiệm màu cho làn da chúng ta, nó giúp phục hồi màng ẩm sinh học. Đó, nó giúp da chúng ta mạnh mẽ hơn, tăng sức đề kháng cho da. Ô, rất là nhiều công dụng của ceramide. Cho nên là ceramide có mặt trong sản phẩm với một cái chức năng là giúp phục hồi và giúp phục hồi màng ẩm sinh học trên da. Phục hồi cái sức khỏe làn da, phục hồi màng ẩm sinh học trên da. Cái màng ẩm sinh học á, chúng ta thực chất là da chúng ta khi mà chúng ta thấy từ lúc bé tới lúc lớn, lúc dậy thì á, da chúng ta nó có một cái màng ẩm sinh học để bảo vệ da chúng ta khỏi những cái tác nhân. Và lúc bé chúng ta đâu có sử dụng mỹ phẩm gì đâu, da chúng ta vẫn là đẹp. Và có những người mà tới khi họ lớn, họ dậy thì xong thì da của họ vẫn rất là đẹp luôn, mà dù họ không sử dụng bất kỳ một cái mỹ phẩm nào hết. Thì đó chính là cái lớp màng ẩm sinh học ở trên da, nó bảo vệ và nó nuôi dưỡng làn da của họ. Nó giúp cân bằng những cái yếu tố vi sinh, làm da họ không bị khô quá, không bị tiết dầu nhiều, không bị đổ dầu và cũng không bị nổi mụn. Thì ceramide nó sẽ giúp phục hồi cái yếu tố đó. Và thứ ba thì chúng ta có niacinamide. Niacinamide là một hoạt chất cho nó có khả năng làm trắng sáng da nè, làm đều màu da nè, kháng viêm nè, kiểm soát được cái sự tiết dầu ở da, từ đó giúp chúng ta thu nhỏ lỗ chân lông, giảm sợi bã nhờn luôn. Đó là tác dụng của niacinamide. Và niacinamide được nghiên cứu nó có công dụng rõ rệt từ 2% đến 5%, và nó có tác dụng mạnh mẽ từ 5% đến 10%. Vậy thì niacinamide trong sản phẩm này là 10%. Mọi người thấy, mọi người nghe, ở trên thị trường có những cái niacinamide 5%, 7%, 10%, 15%, 20%. Đấy, niacinamide trong sản phẩm là một nồng độ gọi là cao. Nó không phải là cao nhất thị trường nhưng mà nó gọi là rất cao, 10%. Tiếp theo nữa là dipanthenol. Dipanthenol là vitamin B5. Một cái công dụng tuyệt vời nhất khi nhắc đến vitamin B5 đó chính là phục hồi da một cách mạnh mẽ, phục hồi sức khỏe, sức đề kháng cho da.
vitamin B5 trong sản phẩm là 8%, đứng ngang hàng với lại những cái sản phẩm phục hồi chứa đơn chất vitamin B5 trên thị trường, đứng ngang hàng luôn về cái nồng độ này. Vậy thì Cốt Đồng làm được gì trong sản phẩm này? Cốt Đồng làm được là cho được bốn cái hoạt chất vàng trong dưỡng da này vào cùng một sản phẩm với nồng độ của chất nào nó cũng cao hết, để mang lại một cái tác dụng tích cực nhất cho làn da của người sử dụng. Hyaluronidase này em hay nói với người tiêu dùng là họ có thể sử dụng cho thay cho toner, serum và kem dưỡng luôn, ba bước trong một luôn, và thật sự là như vậy. Sau khi rửa mặt xong chỉ cần bôi cái này lên trên da, nuôi dưỡng, cân bằng pH, cấp ẩm, phục hồi, bảo vệ, cân bằng hệ vi sinh trên da để bảo vệ thì và làm trắng sáng da, thì hành hyaluronidase nó làm được hết. Cho nên là thay vì người ta sử dụng toner, người ta phải bôi toner lên cân bằng pH, xong người ta dùng serum để cấp ẩm, rồi người ta dùng kem dưỡng để khóa ẩm lại trên da, nó ba bước nó dễ oxy hóa trên da lắm. Bôi nhiều bôi dày nó oxy hóa nó xấu da, thì bôi mình hành hyaluronidase này là ok. Đó là cái hay của sản phẩm. Tất cả những hoạt chất của nó đều nằm ở nồng độ cao mà. Nằm ở nồng độ cao, nó nằm ở cái ngưỡng không gây kích ứng cho người ta, nó hay chỗ đó đó. Cao chạm đến cái mức mà không gây kích ứng cho da. Cho nên là sử dụng hoàn toàn vô tư, và có những trường hợp là bị kem trộn, bị nhiễm kem trộn, bị những corticoid đó anh chị, và bị những cái kích ứng ở trên da, hư tổn ở trên da, thì cái sản phẩm này phục hồi cực kỳ tốt và nuôi dưỡng lâu dài. Em đã có những bệnh nhân mà người ta mới đầu người ta cầm cái chai hyaluronidase trên tay, người ta bắt đầu người ta lo ngại, người ta nói không biết nó có tốt hay không, có hiệu quả hay không. Em nói người ta là về sử dụng một chai này đi, chị cứ sử dụng trước một chai này đi, rồi chính bản thân sản phẩm này nó sẽ trả lời cho chị cái câu hỏi đó. Và tới bây giờ luôn là những cái chị đó vẫn rất là tin dùng hyaluronidase này, dùng tới chai thứ mấy luôn rồi, thứ 9, thứ 10 luôn rồi, chứ không phải là một chai nữa. Đó là cái hay của sản phẩm. Vậy thì cái này á, cũng có những cái nghiên cứu lâm sàng luôn, nhưng mà những cái nghiên cứu lâm sàng này căn bản là nó sẽ so sánh giữa phục hồi giữa hyaluronidase và cái yếu tố tăng trưởng ở trong tế bào thôi. Đây. Cái này là một cái nhóm nghiên cứu sinh ở Đại học Nữ Sinh Sim của Hàn Quốc, nó nghiên cứu về cái sản phẩm này. Thì cái nghiên cứu này thực chất mà nói thì nó chỉ chứng minh là hyaluronidase này nó phục hồi bền vững hơn so với những cái yếu tố tăng trưởng trong tế bào, phục hồi bền vững hơn và hiệu quả cao hơn. Đây là những cái thành phần chính trong sản phẩm. HA đây, HA, dung dịch HA 120 micromet, niacinamide là vitamin B3 đó, dibanthenol vitamin B5, và một cái chuỗi 3 ceramide, một cái chuỗi liên kết ceramide. Đây. Và đặc biệt trong sản phẩm này cũng có chứa thêm cái chiết xuất tạo biến vàng nha. Tất cả sản phẩm có đồng đều có chiết xuất tạo biến vàng, vitamin E. Sản phẩm này là vô hại, không có khả năng gây kích ứng cho da. Đặc biệt cái này chúng ta sẽ xin nên sử dụng là buổi sáng, buổi tối nha anh chị. Sáng chúng ta sử dụng trước khi bôi kem chống nắng, rửa mặt xong da mình còn ẩm thì mình bôi lên ngay để cho HA nó cấp ẩm, nó giữ ẩm trong da của mình. Rồi chúng ta sẽ bước tới cái sản phẩm tiếp theo, Combing the Magel. Cái sản phẩm em sẽ nói cực kỳ nhanh bởi vì nó vô cùng đơn giản, nhưng mà cái tác dụng, cái hiệu quả của nó vô cùng tuyệt vời. Đầu tiên là cái Combing the Magel này nó chứa đúng một cái hoạt chất có khả năng cao trong cái làn da chúng ta. Đừng đóng cửa lại, nói bị dậy. Nó chứa đúng một các hoạt chất mà có khả năng tuyệt vời với làn da chúng ta, đó chính là dịch chiết chất nuôi dưỡng yếu tố sinh trưởng thực vật. Mà cụ thể thực vật đây là cây rau má. Trong quá trình những cái ông nghiên cứu, ông nuôi dưỡng, ông nuôi cái tế bào cây rau má ở trong phòng thí nghiệm á, thì ông mới nghiên cứu ra được, nghĩa là ông mới quan sát được, ông thấy là khi mà cái tế bào nó phát triển á, thì có một cái môi trường ngoại bào, phải có một cái môi trường ngoại bào, và trong cái môi trường ngoại bào này nó có những cái dịch để nuôi dưỡng cái tế bào phát triển, nó sinh sôi nảy nở và nó hình thành một cái thực thể
Vậy thì ở đây cái dịch tiết chất nuôi dưỡng yếu tố sinh trưởng từ cây rau má này đó, nó được hay được chúng ta gọi là tế bào gốc cái thứ, nhưng mà tế bào gốc nó chỉ có thể tiêm và truyền thôi, còn cho vô mỹ phẩm đem ra khỏi môi trường đông lạnh là tế bào gốc nó tế bào nó chết bạ hết rồi, làm gì có tế bào gốc nữa. Đó, cho nên chúng ta phải hiểu là ở đây là nó chỉ có dịch tiết chất nuôi dưỡng cái tế bào đó thôi, thì trong sản phẩm này chứa cái dịch tiết chất nuôi dưỡng đó, và nó mang đến một cái khả năng phục hồi cực kỳ mạnh mẽ cho sản phẩm, rất là nhanh chóng và mạnh mẽ. Ở đây là chúng ta khi mà chúng ta bị nhiễm corticoid đó, nó bao lên có những cái ca mà ghi nhận trường hợp tích cực nhất là một ngày sau đã hết, và cái mẫu số chung cho cái việc mà phục hồi da này nó là 1,5 ngày. Con số chung để trả lời cho việc phục hồi da của sản phẩm là 1,5 ngày với corticoid. 1,5 ngày là mất hết tất cả hoàn toàn những cái triệu chứng viêm sưng tấy kích ứng ở trên da đó. Và thứ hai nữa là những cái trường hợp mà bị côn trùng cắn, chúng ta có thể lấy cái này chúng ta bôi lên được luôn. Và trường hợp chúng ta đang bị kích ứng do thời tiết, kích ứng do mỹ phẩm, hoặc chúng ta treatment quá mức, chúng ta cần phải phục hồi làn da, chúng ta bôi hàng ngày lên phục hồi cực kỳ nhanh, lăn kim laser về trong vòng 30 phút đổ lại làm dịu hoàn toàn làn da luôn, kể cả u bị u hạt do tiêm meso hàng ngày nó cũng phục hồi được luôn, bôi lên 30 phút sau là làn da dịu hoàn toàn xuống. Có những trường hợp mà bị nhiễm corticoid và em nhờ em kê vừa bị nhiễm corticoid và vừa bị kích ứng do thời tiết do môi trường, nhờ em kê sản phẩm cho dùng, em kê đúng một thằng này thôi, em nói dùng chai này trong 1 tháng xong sau đó chuyển qua dùng hyaluronidase là da chị đó nó khỏe tới bây giờ đó. Vậy thì chúng ta sẽ phân biệt nha, hyaluronidase nó là dưỡng ẩm phục hồi và nuôi dưỡng làn da lâu dài, còn riêng hàng này là nó làm dịu da một cách cấp tốc, nó phục hồi da một cách cấp tốc luôn, rất là nhanh chóng. Thành phần trong nó thì đơn giản nhất là chứa, ở đây là các bạn ghi là tế bào gốc, nhưng thực sự nó là dịch tiết chất nuôi dưỡng yếu tố sinh trưởng từ cây rau má. Và thứ hai nữa là chứa chiết xuất tạo biển vàng, hai hoạt chất chính trong sản phẩm thôi. Rồi bôi cũng là chúng ta sẽ bôi cái này, chúng ta có thể bôi cái liều lượng nhiều hơn cái hyaluronidase cho những làn da đang kích ứng, cho bôi một ngày 3 lần 4 lần, thậm chí những làn da đang kích ứng nặng do kem trộn đang bị khô ráp bong chóc nặng, chúng ta có thể bôi ngày 4 đến 5 lần đó. Rửa mặt xong, vệ sinh da mặt xong, lau bằng nước muối xong thì bôi lên. Và thứ năm là chúng ta sẽ đến với cái sản phẩm là kem trị mụn có tên là Acne Care. À, hôm trước em có nói với anh chị về năm 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 cái nhóm tân dược có thể điều trị mụn trên thị trường đó, và AHA nè, BHA nè, rồi azelaic acid nè, rồi retinol, retinoin nè, rồi benzoyl peroxide nè, là năm cái hàng tân dược đang sử dụng rất là nhiều trên thị trường để điều trị mụn, nhưng cả năm thằng đó đều có khả năng gây kích ứng da. Vậy thì có đồng mới nghiên cứu được trong cái sữa ông chú á, thì có những cái công trình nghiên cứu người ta đã nghiên cứu trước đó rồi, có đồng mới ứng dụng những công trình nghiên cứu đó là trong cái sữa ông chú chúng ta biết đến là có khả năng nuôi dưỡng dinh dưỡng cho cơ thể, cũng như là có khả năng kháng viêm kháng khuẩn làm sạch da chúng ta, sữa ông chú thì người ta mới nghiên cứu được trong cái sữa ông chú nó có những cái tác dụng mà kháng khuẩn kháng viêm đồ đó, là do nó có một cái chuỗi axit hyrolysin, cái chuỗi axit hyrolysin này. Vậy thì từ đó những cái nhà nghiên cứu người ta mới lấy cái axit hyrolysin trong sữa ông chú ra, người ta gọi nó với một cái tên gọi là acnacidone, một cái hoạt chất đắt giá và rất là tuyệt vời trong việc điều trị mụn. Vậy thì có đồng sử dụng acnacidone cho acne care. Acnacidone đó, thay vì đó, nó tấn công một cách từ trên xuống dưới để nó tiêu diệt cái con vi khuẩn gây mụn, cũng như là xử lý cái tình trạng viêm đúng không? Không, nó xử lý triệt để từng cái vấn đề luôn. Thứ nhất là về tình trạng vi khuẩn gây mụn thì nó sẽ ức chế và nó sẽ triệt tiêu cái con vi khuẩn gây mụn này ở dưới da chúng ta. Con vi khuẩn gây mụn bị Acnes nó là một con vi khuẩn kỵ khí, cho nên khi da chúng ta bị bít tắc đó, không khí không vào được, không hô hấp được đó, thì nó sẽ phát triển mạnh mẽ và nó sẽ bùng lên một cách mạnh mẽ. Vậy thì cái này nó sẽ giúp là triệt tiêu, đầu tiên bước đầu tiên sẽ triệt tiêu con vi khuẩn đó,
khi cơ thể chúng ta có một cái con vi khuẩn virus gì vào cơ thể chúng ta, bắt đầu nó sẽ phản ứng lên, có một cái gì đó lạ vào cơ thể chúng ta sẽ bắt đầu phản ứng viêm lên. Thì mụn mà viêm là do con vi khuẩn này. Đầu tiên nó sẽ triệt tiêu con vi khuẩn, và thứ hai nữa là nó xử lý cái tình trạng viêm trên da chúng ta. Và cuối cùng nữa, thằng này nó hay ở chỗ là nó không bào mòn cái lớp sừng nha, mà nó sẽ làm giãn nở cái lớp sừng, lớp tế bào chết trên da chúng ta, để chúng ta dễ dàng vệ sinh cái lớp đó hơn, dễ dàng rửa đi cái lớp đó hơn. Nó chỉ làm giãn nở đó thôi, và sẽ giúp da chúng ta thông thoáng hơn, khô thoáng hơn. Ngoài ra thì acnacidon trong acnacare còn có tác dụng là điều tiết cái bã nhờn, điều tiết cái bã nhờn ở trên da để giúp ngăn ngừa con vi khuẩn gây mụn này nó phát triển, nó sinh sôi trên da chúng ta. Đây, đây là cái hoạt chất acnacidon. Ngoài ra thì trong đây nó cũng có một cái hoạt chất nó giúp loại bỏ những cái bụi bẩn và dầu nhờn, chất cặn bẩn ở trong lỗ chân lông chúng ta, hỗ trợ thêm thôi. Nhưng hoạt chất chính điều trị mụn trong đây vẫn là acnacidon. Cái sản phẩm này chúng ta chỉ chấm thôi nha, chứ chúng ta không có bôi trên diện rộng. Chúng ta không có bôi trên diện rộng, chúng ta chỉ chấm thôi. Chúng ta bị mụn sưng viêm ở chỗ nào chúng ta chấm ở chỗ đó. Cái này thì nó không có khả năng triệt để được cái mụn ẩn, mụn đầu đen nha mọi người. Nó chỉ có khả năng hỗ trợ để dễ dàng lấy những mụn nó ra thôi. Mụn ẩn, mụn đầu đen chúng ta phải lấy cái còn mụn ra. Cái này chỉ dùng như những cái mụn viêm, mụn trứng cáo, mụn ngủ, mụn AC, những ổ AC trên da đó chúng ta bôi lên. Và tác dụng của nó là trong 24 giờ đổ lại là nó xử lý hoàn toàn cái nốt mụn đó. Rồi cuối cùng trong cái slide sản phẩm này chúng ta sẽ có cái hàng Scarlet Gel. Scarlet Gel này nó là một cái giải pháp giúp ngăn ngừa sẹo, giúp ngăn ngừa sẹo và nó sẽ giúp trị thâm sâu những cái tổn thương, những cái vết thương ở trên da chúng ta. Da chúng ta bị sẹo là vì sao? Là vì ở đây em đang nói là về sẹo lồi và sẹo lởm nha. Vì khi mà chúng ta bị thương cái vết, cái vùng da đó nó đứt ra rồi á, thì nó không ổn định được cái quá trình hình thành collagen trên vùng da đó, cho nên là nó dẫn đến tình trạng là sẹo lồi và sẹo lởm. Vậy thì Scarlet Cell này nó không trị được cái sẹo đã có rồi, nó không trị được cái sẹo đã có rồi, nhưng nó sẽ giúp ngăn ngừa được cái sẹo và giúp cho cái vết thương chúng ta nhanh lành hơn. Đầu tiên trong Scarlet Cell nó sẽ chứa một cái dẫn xuất vitamin C thế hệ mới. Cái vitamin C này nó cực kỳ ổn định và nó không có khả năng trao oxy hóa, cũng như nó không gây kích ứng cho những cái vùng da bị tổn thương. Vitamin C góp mặt đầu tiên trong sản phẩm để làm gì? Để giúp tăng sinh collagen. Giúp tăng sinh collagen và giúp giải quyết tình trạng thâm sau viêm, thâm sau bị thương. Đó, những cái nó vết thâm sau bị thương nó sẽ giúp xóa đi cái vết thâm đó. Thứ hai nữa là trong đây nó có cái hệ lipopeptide, cái này mới là cái vàng nhất ở trong sản phẩm. Lipopeptide này á, nó sẽ có cơ chế là ổn định cái quá trình hình thành collagen tại vùng da bị thương, để cho collagen tái tạo lại một cách bình thường và phục hồi lại cái làn da đó một cách bình thường luôn. Chúng ta nhìn vào chúng ta như là chưa bao giờ chúng ta bị thương ở vùng da đó, thì cái đó chính là cái công dụng của lipopeptide này. Và cái cuối cùng nữa chính là rau má, kích thích rau má, kích thích rau má được bọc liposome lại để làm chi? Để khi tiếp xúc với vết thương thì nó sẽ làm dịu cái vết thương, dịu cái sự đau rát ở vết thương đi, và bắt đầu nó sẽ giúp vết thương phục hồi nhanh chóng hơn. Vậy thì tổng hợp lại, cái hàng collagen gel này giúp điều trị tăng sắc tố sau viêm, ngăn ngừa tăng sắc tố sau viêm, ngăn ngừa hình thành sẹo, và đặc biệt nhất luôn là chính là nó có thể sử dụng cho vết thương hở, vết thương mà vừa chảy máu mà mình kìm được máu xong mình bôi lên là nó ngăn ngừa sẹo luôn, để giúp chúng ta ngăn ngừa sẹo luôn và giúp chúng ta nhanh lành vết thương hơn, chúng ta điều trị thâm tốt hơn ha. Vết, anh chị nhớ giùm em, vết thương vừa ngưng chảy máu xong rồi chúng ta bôi lên luôn, chứ không phải là cần đợi nó kéo da nó lành hết chúng ta rồi vừa ngưng chảy máu xong là bôi lên. Thành phần ở trong sản phẩm chúng ta là cái vitamin C thế hệ mới, ethyl ascorbic acid, không có dễ bị oxy hóa nè,
không có gây khó chịu cho những cái vùng da bị thương, không gây kích ứng, rất là dễ chịu khi bôi trên da chúng ta và vẫn mang được những cái tác dụng rất là tuyệt vời của vitamin C. Rồi cái này thì chúng ta sẽ bôi một ngày 2 lần, cái chỗ cái vết thương của chúng ta bôi ngày 2 lần thì theo theo em đã sử dụng mà em đã cảm nhận đó nha. Em chỉ cần ví dụ hôm trước em bị kéo rộng đi, em chỉ bôi có 1 lần 2 lần rồi xong em để cho vết thương tự lành tự tái tạo. Đó là cái trải nghiệm cá nhân của em. Rồi, cuối cùng thì chúng ta sẽ đến với cái dòng sản phẩm là V-Secret Cleanser và V-Secret Whitening Cream. Đây là hai cái sản phẩm về phụ khoa nha anh chị. Đầu tiên là V-Secret Cleanser, một cái dòng sản phẩm vệ sinh phụ khoa cho phụ nữ. Hàng này nó đơn giản một điều là nó chỉ là một cái bọt vệ sinh thôi. Nhưng ở đây đầu tiên là nó không có chứa xà phòng, nó chứa chất nhũ hóa cocamide từ gốc dầu dừa, nghĩa là chiết xuất từ từ cocamide, cho nên là nó sẽ có khả năng nhũ hóa và vệ sinh rất tốt vùng da chúng ta, vùng da mà nhạy cảm của chúng ta đó, và nó không mang lại cái việc khô ráp. Độ pH của sản phẩm là từ 3.5 đến 4 chấm nên hoàn toàn phù hợp cho cho vùng da nhạy cảm của phụ nữ. Và cái thứ hai nữa, ngoài khả năng vệ sinh của nó còn có khả năng là giúp kháng khuẩn, hỗ trợ điều trị viêm nhiễm vùng kín rất là tốt. Bởi vì sao? Bởi vì trong bản thành phần của nó chứa những cái hoạt chất hoàn toàn mà có thể ăn được, chứa những hoạt chất hoàn toàn có thể ăn được, ví dụ như là cái cam mật ôn châu nè, quả mơ nè, lựu nè, lá sen nè, toàn là những cái thực phẩm chúng ta không mà. Và nó dùng những cái thực những cái hoạt chất thiên nhiên đó, cho vào sản phẩm để đảm bảo cái độ lành tính cho sản phẩm. Những sản phẩm đó, những cái hoạt chất đó thì nó kháng viêm, nó kháng viêm và nó kháng khuẩn rất là tốt, nó không gây khô ráp cái vùng âm đạo cho phụ nữ. Như cái sản phẩm này giá thành của nó thì nó là 550 một chai 150 ml, nhưng mà những cái đối tượng nào mà người ta đang bị viêm nhiễm, thực chất người ta không tiếc tiền để người ta mua những sản phẩm tốt, và đặc biệt là nó vừa tốt vừa lành tính mà nó vừa hỗ trợ người ta điều trị được cái vấn đề của người ta thì luôn là cái lựa chọn ưu tiên của người ta. Để rồi trong sản phẩm này nó có hương liệu nha anh chị, nhưng hương liệu nó là cái hương liệu tự nhiên và nó nằm ở cuối bảng thành phần, và thực chất sản phẩm tẩy rửa vùng kín này nó có hương liệu là một cái chuyện rất là bình thường để nó giúp ngăn ngừa mùi hôi trên vùng này đó, cho nên là điều này rất là bình thường nha. Mình dùng trên da mặt mình sợ hương liệu nó bám da mặt, nhưng mình dùng vùng kín thì không sao. Và cái này mình chỉ rửa ở ngoài thôi nha anh chị, mình không rửa vào vùng da niêm mạc nha, nhớ nó chỉ là cái dung dịch vệ sinh, mình không có bôi vào vùng da niêm mạc. Cũng có glycerin để dưỡng ẩm nè đó, cocamide, betanin để nhũ hóa là cái chất nhũ hóa trong sản phẩm đó, rồi sodium methylcoenzyme để giúp vệ sinh, tăng khả năng làm sạch của sản phẩm và vẫn giữ được cái độ pH tốt cho vùng kín của phụ nữ. Cái này chúng ta sử dụng như những sản phẩm dung dịch vệ sinh bình thường thôi, làm ướt xong rồi chúng ta sẽ bơm cái bọt ra, chúng ta bôi lên, sau đó chúng ta rửa lại bằng nước sạch. Và cuối cùng nữa, chúng ta có V-Secret Whitening Cream là một cái dòng kem trị thâm những cái vùng da nhạy cảm, như là vùng nách, vùng háng, vùng bẹn, vùng bikini đó, những cái vùng da nhạy cảm hoặc là những cái vùng da mà ở ngoài của cô bé chẳng hạn, thì chúng ta có thể bôi cái này để chúng ta điều trị thâm, kể cả nhũ hoa luôn. Cái cơ chế điều trị thâm của cái hàng V-Secret Whitening Cream này là nó sử dụng cái công nghệ phân tử, đó là cái hoạt chất rất là được chú ý trong cái giới meso mà điều trị nám hiện tại, đó là phenylalanine. Phenylalanine nó sẽ cắt đứt toàn bộ 5 con đường hình thành sắc tố ở trên da, hình thành sắc tố ở trên da. Đó, nó vừa xử lý trên bề mặt mà nó vừa cắt đứt cái việc là hắc sắc tố sẽ trồi lên trên da chúng ta luôn. Cho nên là đầu tiên chúng ta đạt được cái bước ngăn chặn này. Vậy thì những cái hắc sắc tố đã nằm ở trên da chúng ta rồi á thì chúng ta phải làm như thế nào? Chúng ta có AHA và BHA, nó tẩy đi những hắc sắc tố đó.
đó, những vùng da đấy của chúng ta là những vùng da dày, những nếp gấp, chúng ta không sợ kích ứng gì hết á, không có sợ kích ứng, không có sợ gì hết, cho nên là AHA, BHA ở đây nằm trần luôn để xử lý triệt để cái vùng da đó, để thúc đẩy tái tạo da mỗi ngày, tẩy tế bào chết mỗi ngày, thúc đẩy tái tạo da cho một cái làn da mới mịn màng hơn, trắng sáng hơn. Tại vì nhờ cái sự kết hợp của cái thằng phenylalanin này nè, đó, và AHA, BHA thì nó mang đến công dụng điều trị thâm rất là nhanh cho sản phẩm. 2 tuần lễ là đã da đã thấy được cái vùng da đó của chúng ta nó bật tông lên rất là rõ và nó mịn màng hơn hẳn. Và chúng ta cứ sử dụng cái hàng này, đặc biệt nha, nó không có cái khả năng gây bớt rít, gây nhờn dính ở trên da, gây khó chịu ở trên da, cho nên là chúng ta khi nó sử dụng đó, hoàn toàn có thể sử dụng mỗi ngày vô cái kem dưỡng của chúng ta, những cái body lotion của chúng ta dành cho những cái vùng da đặc biệt. Và khi chúng ta sử dụng mỗi ngày như vậy thì nó sẽ tập chúng ta cái thói quen chúng ta tẩy da chất hóa học mỗi ngày nè, da chúng ta những vùng da đó sẽ trắng sáng hơn và sẽ mịn màng hơn. Đó chính là cái ưu điểm rất là lớn của sản phẩm này. Vậy thì sản phẩm này anh chị lưu ý giùm em là khi mình hướng dẫn khách hàng sử dụng, mình nên yêu cầu khách hàng là thứ nhất là sử dụng 2 lần mỗi ngày, buổi sáng và buổi tối ha, bôi lên chờ chút xíu nó ráo ra xong là mặc đồ vào đi làm bình thường. Và thứ hai nữa, 1 tuần tẩy tế bào chết 3 lần giùm em, thì tế bào chết mà nó có ở trên da thì AHA và BHA nó sẽ tập trung vào cái việc tẩy tế bào chết và nó sẽ bị hạn chế cái sự thẩm thấu của phenylalanin vào trong cái da của chúng ta. Cho nên chúng ta tẩy tế bào chết vật lý trước chị em, dùng muối tắm, dùng hạt silica, dùng những sản phẩm tẩy tế bào chết vật lý chúng ta bôi lên và tẩy trước cho da chúng ta nó giảm đi cái lượng tế bào chết, xong rồi những phần còn lại thì 3 hoạt chất trong sản phẩm nó sẽ xử lý cho chúng ta. Đó. Và xong em vừa kết thúc cái việc nói về 8 cái sản phẩm của Custom, thì anh chị có câu hỏi nào mình có thể đặt lại cho em, em sẽ chia sẻ với mọi người. Hỏi là cái kem đánh kem chống nắng ấy thì mình bôi xong rồi mình đi ra ngoài luôn được không, hay là mình phải đợi 15 phút mình mới ra ngoài? À, sorry, cái thằng này là xin lỗi vì em chưa đề cập. Cái này là kem chống nắng, mình bôi lên xong là mình đi thẳng ra ngoài luôn nha anh chị, chứ mình không cần phải 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 chờ gì hết á, bởi vì nó là chống nắng vật lý, nó không phải là chống nắng hóa học. Nó là chống nắng vật lý, cho nên là thường chống nắng hóa học mình phải bôi lên để nó thẩm thấu da rồi nó ổn định trên da mình mới bước ra ngoài đường được. Từ 15 đến 30 phút, nhưng mà chống nắng vật lý mình bôi xong đi thẳng ra đường luôn. Được, không sao hết. Em muốn hỏi cái sản phẩm mà phục hồi da mà Hyaluronidase gel ấy anh, thì trong đấy nó có cái thành phần là Dạ vâng. hyaluronic á, tại vì là em cũng đang có sự, tại vì Dạ. là với cái da mà nó dễ bị lên mụn ý, thì em thấy là khi mà sử dụng cái sản phẩm mà có cái thành phần mà hyaluronic này, xong rồi mình lúc mà mình tẩy trang hoặc là rửa mặt gì đó không có sạch á, thì nó bị lên mụn ý, thì cái này em sợ là khi mà mình dùng cái Dạ, này xong nó thứ nhất có thêm cái thành phần đấy nữa. HA nó vô tội, HA nó không có gây mụn. HA nó không gây mụn, nhưng tester của sản phẩm nó sẽ gây mụn, bởi vì một trong những cái sản phẩm nào đó khi mà người ta cho HA vào, người ta muốn tập trung vào yếu tố dưỡng của nó cao, cho nên là tạo vô tình sử dụng HA tạo nên một cái nền sản phẩm rất là dày để tăng khả năng cấp ẩm cho làn da. Nhưng mà riêng với cái hyaluronidase gel mà nó không dày, nó không khó chịu ở trên da, và khi mà chúng ta bôi lên trên da như hồi nãy em chia sẻ là Custom họ sử dụng một cái công nghệ là điều chế cái HA này với kích thước phân tử micromax, và nó là một cái công nghệ giúp làm kết cấu của HA nó mỏng nhẹ đi rất nhiều so với những cái kết cấu khác, cho nên là hoàn toàn chúng ta bôi HA lên nó mỏng nhẹ trên da chúng ta, nó không gây khó chịu trên da chúng ta, kích thước phân tử của nó nhỏ cho nên nó thẩm thấu của nó rất là tốt, chứ nó không phải nó nằm một cái lớp dày cộm ở trên da chúng ta. Em biết cái chia sẻ của chị có những cái phân tử HA kích thước lớn đó,
gọi là nó không phải là kích thước nhỏ thì nó sẽ nằm ở trên da, nằm trên bề mặt da, trên biểu bì này. Và khi chúng ta bôi lên nó cứ nhớ, nhớp nhớp ở trên da, nó bị dội. Đừng có đóng cửa lại, nó bị dội, nó sẽ nhớp nhớp ở trên da chúng ta, rất là khó chịu, với nhờn dính. Thì chúng ta sử dụng cái quan trọng là sử dụng cái kết cấu sản phẩm nào cho nó phù hợp. Và khi mà nó nhớp nhớp, nó nhờn dính như vậy trên da của chị á, thì nó sẽ oxy hóa, nó gây bích tắc và nó tạo điều kiện cho khuẩn gây mụn nó phát triển. Sợi vải nhờn nó bích tắc và con vi ấy nó phát triển thì nó hình thành mụn. Nó chứ thực chất không phải HA nó gây mụn. Cái này da mụn dùng vẫn được nha mọi người, da mụn dùng rất tốt luôn. Những cái bé mà dậy thì á, bị mụn thì nên cho dùng sản phẩm này để tránh những cái hậu quả về sau mà mụn nó gây ra cho da của các bé. Dạ rồi, em mời câu hỏi tiếp theo ạ. Dạ em muốn hỏi là những chuyện má nó em nói nhắc thêm nữa. Alo. À, em không nghe được, ai ai đang hỏi em không nghe được à. Không nghe. Nhưng mọi người có nghe em nói mà. Dạ em không nghe được, em không nghe được. Nhỏ lắm Alo. nha. Dạ alo ạ. Dạ em Alo, dạ dạ em nghe ạ. anh có nghe em nói Nghe nhỏ. Dạ rồi em nghe rồi. Nghe nhỏ lắm mà mình cứ nói dạ lớn giùm đi. dạ em muốn hỏi là nếu em muốn trị nám vậy em kết hợp Dạ cái rồi. sản phẩm nào, cái sản phẩm nào với lại cơ chế nào rất nám ạ? Dạ anh À, nghe được dạ không? rồi. Dạ rồi em nghe rồi, em nghe rồi. Nếu mình trị nám á, thì mình đầu tiên á, về cái đường bôi á, mình sử dụng cái Melascare giùm em. Thứ nhất là cái Melascare và thứ hai nữa là Combing Dermagel, để chi, để vừa xử lý hắc sắc tố và vừa phục hồi những cái tế bào da mới, nó tái tạo lên cái làn da mới cho mình đó, nó nuôi dưỡng những cái tế bào da mới nó phát triển tốt hơn. Là cái tế bào gốc rau má đó, Combing Dermagel á, và cái kem trị nám Melascare giùm em, thì cái tế bào gốc của chị cứ bôi như là một cái serum dưỡng ẩm cho chị bôi buổi sáng buổi tối, còn cái Melascare thì chị bôi buổi tối giùm em. Đó là cái thứ nhất là mình sử dụng đường bôi. Và thứ hai nữa, để cắt đứt hình thành nám ở trong cơ thể á, để hắc sắc tố melanin nó không không còn hình thành cơ thể chúng ta nữa, thì chị sử dụng thêm cái hoạt chất glutathione giùm em, hàm lượng từ 800 mg trở lên nha, 800 mg cho một ngày. Ở phía bên em cũng rất may mắn là được anh Minh và chị Lan tin tin chọn để phân phối cái sản phẩm Diamond Beauty Plus á. Thì sản phẩm đó nó cũng rất là tốt, vừa phục hồi đề kháng cho da mà vừa giúp hỗ trợ điều trị nám luôn, rất là tốt. Thì mình cũng đã tham khảo cái sản phẩm đó, nghĩa là chúng ta sẽ uống Diamond Beauty Plus, chúng ta sẽ bôi 2 lần một ngày Combing Dermagel, và chúng ta sẽ sử dụng buổi tối cái kem trị nám Melascare, buổi sáng sử dụng thêm kem chống nắng là được. Dạ rồi. Ngoan ơi, Dạ. cái mấy cái sản phẩm này nè, anh nói là lành tính đó, thì mình dùng cho trẻ nhỏ được không? À, tùy sản phẩm chị, trẻ nhỏ ở đây là trẻ nhỏ, là em không nói trẻ sơ sinh nha, trẻ sơ sinh là tuyệt đối là không dùng Trẻ được. nhỏ là tầm Nhưng em bé mà được. 5-6 tuổi á. À, 5 6 tuổi thì mình có thể dùng được cái hàng self care nè, lâu cho các bé đi biển mình có thể bôi kem chống nắng cho các bé để bảo vệ da các bé, rồi đi những cái vùng mà nắng gắt á. Rồi mình có thể cho các bé sử dụng cái Combing Dermagel khi bị côn trùng đốt nè, hoặc là bị những cái dị ứng ở trên da. Còn da bị chán nắng á, mình có dùng hyaluronidase được. Da cháy nắng sử dụng hyaluronidase Magel vẫn được, nhưng hyaluronidase Magel á, thì nó sẽ phục hồi bền vững cho nên nó mất thời gian hơn xíu. Để đảm bảo nhanh hơn á, mình dùng cái Combing Dermagel Magel cho mình cho nó nhanh. Cháy nắng bôi lên thì tầm khoảng đâu 15 20 phút là bắt đầu là nó dịu da xuống rồi. Là mình sử dụng lâu Đó, dài chứ cái mình đó không đúng cần. không anh? À, đúng rồi.
da trái nắng mình có thể sử dụng lâu dài cái hàng Combined Magel. Nói chung là Combined Magel nó sẽ phục hồi rất là tốt. Nguyên ơi, anh ơi, tụi em có câu hỏi gì hỏi luôn đi em. Dạ anh mang cho em hỏi á, là cái tiếp trị mụn Atacare khé anh, thì cái tiếp này Dạ. là trị mụn một tiếp á, là để giảm mụn và ngăn ngừa mụn á, thì nó có trở lại hay là không á anh, với lại phải dùng kết hợp với những sản phẩm nào để trị mụn hiệu quả nhất à, em cảm ơn nha. Dạ vâng. Cái acne care nó sẽ xử lý cái nốt mụn đó cho chúng ta, nhưng mà cái mụn có quay trở lại không là phụ thuộc vào việc chúng ta giữ vệ sinh cho da. Chúng ta cái này là chúng ta trị nha. Chúng ta trị nhưng mà xong rồi chúng ta không biết giữ thì mụn nó cũng sẽ quay trở lại thôi. Cho nên là để tốt nhất thì chúng ta sẽ sử dụng thêm những cái sản phẩm, thứ nhất là vệ sinh da, chúng ta rửa mặt nè. Đó, ngoài ra chúng ta có thể sử dụng thêm những cái sản phẩm khác như là dưỡng ẩm để cấp đủ nước cho da chúng ta. Da chúng ta được cấp đủ nước thì nó sẽ giảm tiết dầu, và giảm tiết dầu thì nó sẽ không gây bít tắc, không gây mụn nữa. Đó là những cái điều chúng ta cần lưu ý. Ví dụ như mụn thì nó sẽ lại rất là phù hợp đi với cái hyaluronic acid nha. Hyaluronic acid và acne care nó đi chung với nhau là một bộ. Dùng hyaluronic để dưỡng ẩm và phục hồi cho nền da mụn, phục hồi lại cái sức khỏe tự nhiên như là da mụn. Và thứ hai nữa là chúng ta sẽ dùng acne care để chống lên nốt mụn. Thì khi mà chúng ta dưỡng tốt lại da chúng ta để nó không bị bít tắc nữa, cân bằng được hệ vi sinh trên da. Và chúng ta sử dụng cái sản phẩm Anaken đang xử lý những cái nốt mụn đang hiện diện thì mụn nó sẽ không quay lại. Dạ, anh ơi, anh cho em hỏi là nguyên nhân nám là gì anh? Nguyên nhân hình thành nám là Dạ do đúng cơ rồi. thể chúng ta nó sản sinh quá mức hắc sắc tố melanin. Hắc sắc tố melanin á, thì nó là một cái yếu tố nội sinh trong cơ thể chúng ta rồi, nhưng nó sẽ bị kích thích sản sinh nhiều là do tiếp xúc với nắng nè. Tiếp xúc với nắng và khi đi da chúng ta bị tổn thương với tia UV, nó sẽ sản cái phản vệ, cái việc sản sinh hắc sắc tố melanin là một cái phản vệ của da chúng ta, một cái phản xạ của da chúng ta để bảo vệ cơ thể đó. Thì đó là thứ nhất, là chúng ta sẽ bị nám do yếu tố ngoại quan, là do môi trường, do tia UV, do thói quen sinh hoạt của chúng ta. Nó không bảo vệ da tốt dưới nắng, chúng ta đi nắng nhiều, chúng ta sử dụng những hoạt chất bôi thoa trên da chúng ta mà chúng ta không giữ kỹ, xong sau đó nó bị tăng sắc tố, từ đó nó tích tụ lại hình thành cái nám trên da chúng ta. Đó là đầu tiên là về về yếu tố ngoại quan. Còn yếu tố nội quan ở trong cơ thể chúng ta là do di truyền nè, do nội tiết tố nè, do cơ thể chúng ta bị lão hóa nè, thì nó sẽ hình thành nám. Đặc biệt là phụ nữ mà rối loạn nội tiết tố hoặc là nám trong thai kỳ á, thì khả năng nám sẽ cao hơn nam giới nha. Nam giới thật sự là họ ít bị nám, nhưng mà phụ nữ họ bị nám hơn, rất là dễ bị nám hơn rất là nhiều, do yếu tố nội tiết tố luôn đó. Cho nên là để chúng ta xử lý được cái việc nám như em nói đó, thì chúng ta phải, nó là yếu tố nội sinh ở trong cơ thể chúng ta và nó sẽ sản sinh ra, thì chúng ta để ngăn chặn được nó thì chúng ta phải xử lý trên bề mặt, là chúng ta dùng đường bôi, chúng ta phải cắt đứt con đường hình thành của nó, là chúng ta dùng đường uống. Cứ như vậy thì chúng ta sẽ duy trì được cái việc cải thiện tình trạng nám trên da chúng ta. Nám, có một câu hỏi nữa là nám nó có hết tuyệt đối hay không? Em được là em may mắn là em được có cơ hội làm việc với những công nghệ điều trị nám rất là tân tiến trên thế giới, ví dụ như là NDZ laser nè. Đó, rồi hoặc là những cái công nghệ bắn laser mà nó cực kỳ tân tiến. Cái NDZ đó là cái dẫn đầu rồi, Tay to Star đó. Thì khi mà sử dụng nha, khi mà sử dụng xong, bác sĩ điều trị người ta vẫn nói một câu, các ông ở nước ngoài, ông ở Đức vẫn nói một câu, ông nói là với cái bệnh nhân đó là cô muốn về mà cô muốn triệt để cái nám này luôn, cô phải nghe tôi, là cô phải sử dụng cái kem bôi xử lý hắc sắc tố trên da của cô, và cô phải ngăn chặn luôn cái quá trình hình thành hắc sắc tố trên cơ thể của cô, chứ cô không thể nào mà cô làm cái liệu trình này xong rồi là cô nghĩ nó hết nám được. Nếu như mà cô không giữ, nó sẽ tiếp tục nó quay lại nó tìm cô thôi, bởi vì nó là một cái yếu tố nó gắn liền với cơ thể của cô, với cuộc sống của cô, và nó sẽ cũng cả đời với cô luôn. Hắc sắc tố melanin nó là trong cơ thể của chúng ta đó, cho nên là chúng ta điều trị nám thì chúng ta điều trị khi mà nó cải thiện được rồi thì chúng ta phải tiếp tục, chúng ta sử dụng những cái giải pháp để chúng ta giữ nó, chứ không phải là ôi tôi hết nám rồi tôi buông ra tôi không điều trị nữa. Vậy
hết nám rồi buông ra không điều trị nữa, một thời gian ngắn thôi nó sẽ tái lại, nó sẽ tái diễn tiếp tục. Cái quan trọng ở đây là chúng ta xử lý bề mặt của nó, kể cả NDZ laser một lần một liệu trình điều trị cả tỷ bạc thì nó cũng chỉ xử lý trên bề mặt thôi, nó xử lý trên bề mặt cho nó hết hoàn toàn, triệt để hoàn toàn cái nám thôi, là không trên mặt, trên bề mặt da không còn cảm quan được thấy cái nám nữa, nhưng mà cơ thể thì nó vẫn sản sinh ra nha, nó vẫn tích tụ lên da bình thường đó. Cho nên là tốt nhất ai đã bị nám là bước bắt đầu điều trị nám thì nó trong uống ngoài khoa là tốt nhất, và cứ duy trì tìm những cái sản phẩm phù hợp, những cái sản phẩm thích hợp cho làn da của chúng ta, cho cơ thể chúng ta, chúng ta duy trì sử dụng nó mỗi ngày. Ở đây em có một cái lưu ý luôn là đặc biệt trong sử dụng glutathione để điều trị nám đó, thì để nó đáp ứng tốt được cái khả năng điều trị nám mà chúng ta về đường uống đó nha, thì chúng ta nên sử dụng glutathione reduce. Như chúng ta thấy trên sản phẩm mà nó có cái để cái ký hiệu là L-glutathione đó là ok. Và cái thứ hai nữa là cái liều dùng chúng ta nên dùng từ 800 mg trở lên, và cái ngưỡng maximum chúng ta dùng là khoảng 1.300 mg, đừng dùng hơn, dùng hơn cũng không tốt đâu. Đó là những cái lưu ý. Dạ anh ơi, cho em hỏi thêm á. Alo ạ. Dạ alo ạ. Dạ nghe chị ạ. Dạ thì cho em hỏi thêm là nếu mà mình muốn trị nám á, làm nếu nám nặng á thì mình chỉ bôi kem trị nám này thôi đủ chưa anh, hay là mình còn có cái quy trình tái tạo hay là chăm sóc da như thế nào để trị nám hiệu quả? Nếu nám nặng á, chị bôi kem này lên á, nó sẽ cải thiện được cái vết nám của chị. Nó sẽ cải thiện, ở đây em dùng từ cải thiện nha, nghĩa là sao, nghĩa là chị bôi lên và chị cũng cần thời gian dài để cái tình trạng nám nó cải thiện đến một mức nào đó đáng kể, tại vì chị đang nám nặng, đang tích tụ rất nhiều hắc sắc tố trên da. Hồi nãy em có show một cái nghiên cứu khoa học cho mọi người xem, một cái nghiên cứu lâm sàng cho mọi người xem, ông John Kim ổng phải dùng NDZ laser và ổng dùng kết hợp thêm cái kem trị nám Melasque này nữa, thì trong 3 tháng bệnh nhân ổng mới ghi nhận được kết quả là giảm 2 cấp độ nám, từ nám nặng xuống còn nám nhẹ. Đó, vậy thì chúng ta mà muốn nhanh chóng hơn thì chúng ta nên sử dụng thêm những cái liệu pháp xâm lấn về laser nè, hoặc rẻ tiền hơn thì chúng ta thể sử dụng HIFU chẳng hạn, để chúng ta điều trị cái vùng da bị nám, chúng ta xóa đi cái hắc sắc tố, còn không còn lại á, thì chúng ta chỉ cần bôi kem trị nám này thôi thì chúng ta sẽ cảm nhận được là nó cải thiện dần dần vết nám chúng ta. Cụ thể đây là vết nám chúng ta sẽ sáng bật tông hơn được chưa? Và cái kem dưỡng này á, thì em nói thật sự là nó như là một cái gel dưỡng vậy đó, vừa dưỡng ẩm vừa hỗ trợ điều trị nám, cho nên là mình cũng vẫn có thể sử dụng những cái kem dưỡng mình bôi mỗi ngày. Vậy rồi em mời câu hỏi tiếp theo. Anh ơi, kể anh làm di truyền thì sao anh? Nám di truyền thì cũng sự cứ cách xử lý đó thôi, nám di truyền là cũng điều trị được đúng không anh? Đúng rồi, nó điều trị và nó phải điều trị, mà chúng ta phải xem nó là một cái thói quen cả đời của chúng ta, chứ chúng ta đừng nghĩ chúng ta trị một thời điểm xong rồi chúng ta ngưng, nó cũng tái lại. Nám di truyền là do cái những di truyền ở đây cụ thể là di truyền do cái sự tổng hợp hắc sắc tố melanin và cái nội tiết tố. Đó, thì nó gọi là những yếu tố di truyền nó hình thành nám, mình gọi nó gọi vui đây là nám di truyền, thật sự là do ảnh hưởng bởi cái sự tổng hợp hắc sắc tố và cái nội tiết tố trong cơ thể chúng ta thôi. Mấy yếu tố di truyền gây nám. Ủa em tưởng là di truyền là từ bố mẹ ra chứ. Bố mẹ di truyền xong con cũng bị nám di truyền. À dạ đây như vậy nè chị, nghĩa là bố mẹ có vấn đề về nội tiết tố. Nghĩa là mẹ cụ thể đây là mẹ luôn, mẹ có vấn đề về nội tiết tố. Và cái chủng người, cái tộc người, không phải cái tộc người mà là nghĩa là cái ở đây như em nói là có những cái người mà mình thấy là có những cái nhóm người họ da của họ trắng hoàn toàn, họ không có bất kỳ một tì vết gì hết, nhưng cũng có những người da của họ tì vết nhiều là do quá trình tổng hợp hình thành hắc sắc tố của họ, thì ở đây là yếu tố từ mẹ sang con, là hai cái yếu tố là về tổng hợp hắc sắc tố và nội tiết tố,
hai yếu tố đó ảnh hưởng thì mẹ bị nám thì con cũng bị nám, nó như vậy chứ không phải là cụ thể là chính xác luôn, thì nó không phải là cứ mình nhìn mẹ bị nám là con bị nám nha, không, nó là do cái sự cái yếu tố di truyền tổng hợp hai sắc tố và cái nội tiết tố trong cơ thể của người mẹ thôi. Dạ rồi, em mời câu hỏi tiếp theo. Mấy bạn còn câu hỏi gì nữa không? Không. Dạ Em quan ơi, hiện tại thì Dược sĩ Minh có chức quyền á, thì em cũng thay mặt công ty xin vô với lại đội ngũ nhân viên cảm ơn anh Quang nha. Mình dành không? tới Dạ 2 tiếng 30 phút, một là để training, hai á, là giải đáp những cái thắc mắc của toàn bộ nhân viên bên em á. À, hồi nãy em có check điện thoại, em có thấy là có một cái nhóm rồi. Cái nhóm này Dạ. sẽ giúp em có tiếp cận và giải đáp được mọi người cụ thể về những cái dòng sản phẩm. Thực chất em nói là mình bán thực phẩm chức năng á, thì nó nói chung nó dễ, nhưng mà thực chất bán mỹ phẩm nó khó lắm. Bán mỹ phẩm mình cần nhiều thông tin và em luôn sẵn sàng cung cấp thông tin cho mọi người để nói chung là hỗ trợ mọi người trong quá trình bán cái sản phẩm ra. Và cái Greenlight và Cốt Đồng cũng rất là may mắn khi mà được Sunro luôn yêu thương và đồng hành, đặc biệt là chỗ anh Minh với chị Lan là luôn yêu thương em với công ty của em, bây giờ còn thêm sự yêu thương của các anh chị nữa, thì em rất hy vọng là Cốt Đồng cũng sẽ đồng hành với Sunro để giúp người tiêu dùng có được những gì tốt nhất, và đó cũng chính là cái yếu tố mà Greenlight cũng như là Cốt Đồng hướng tới những cái tốt nhất cho người tiêu dùng. Mình cảm ơn chị rất là nhiều. Rồi thì em cũng mong là Dạ sau rồi. những cái buổi training này á thì mấy bạn cũng sẽ bùng nổ đơn cho phía bên Cách Đồng cũng như là Điện Lai á ha. Dạ Dạ thì vâng, rất cảm ơn. Lúc nào cũng nhận được sự ủng hộ từ sự động viên từ mọi người hết, rất là vui. À, cảm thấy là rất là quý cái sự hợp tác của chúng ta. Dạ. em cũng cảm ơn các dược sĩ, các quý nhà thuốc hôm nay có tham gia dân, và vì một cái lý do nào đó thì cũng không có tiện mở camera mà mic, có chị nhà thuốc Hồng Phúc là cũng khách của em á anh đó, thì cũng cảm ơn mấy bạn nha. Rồi em xin phép dâm nha. Rạnh Quang có chia sẻ gì nữa không? Dạ không, chỉ mong hôm nay mọi người nghe xong mọi người nhớ về sản phẩm nha. Để anh Vinh hỏi tới nó không nhớ, chỉ nhớ anh nghe mà nói chắc em buồn lắm á. Mọi người nhớ Cảm ơn. về sản phẩm, có gì không hiểu cứ hỏi em, cứ nhắn tin cho. Dạ rồi, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Dạ em chào anh chị ạ. Dạ. Dạ em chào anh ạ. Dạ vâng, chào anh chị. Em xin phép ạ. À.